Kính thưa quý vị, tôi là Đoàn Trọng, phóng viên của đài Vcal TV 57.13. Hiện nay vào lúc 11 giờ chúng tôi đang có mặt tại tòa án liên bang ở số 411 đường số 4 của thành phố Santa Ana. Và sáng nay lúc 10 giờ 30 thì đã có một cái buổi gọi là arraignment giữa ông cựu giám sát viên Andrew Đỗ với tòa án ở đây ở phòng 10A. Tất cả những diễn biến xảy ra hôm nay bao gồm những gì? Ông Andrew Đỗ cũng chưa nhận tội và cũng chưa phủ nhận tội của ông. Và cái điều tòa án bắt buộc ông là phải đóng 50.000 tiền bail. Và đặc biệt ông phải surrender, tuy nhiên trao trả lại cái sổ thông hành của ông. Và ông không được rời khỏi Hoa Kỳ, kể cả đến Hawaii. Đó là tất cả những gì tòa án đưa ra. Và vào ngày tới đây là ngày 31 tháng 10 sẽ có một cái phiên tòa nữa diễn ra. Và sau khi ông đóng tiền bail xong thì ông về nhà, và ngày 31 tháng 10 tới đây sẽ có một cái phiên tòa liệu ông có nhận tội hay là phủ nhận những cái tội của ông. Và sau đó thì sẽ có một cái phiên tòa diễn ra với bồi thẩm đoàn, jury. Và kính thưa quý vị, đó là diễn ra vào ngày 17 tháng 12 tới đây. Sáng nay thì chúng tôi thấy ông Andrew Đỗ đến với một mình ông, không có thân nhân trong gia đình ông, không có người con gái của ông, cũng giống như phu nhân của ông. Và chỉ có một cá nhân ông, bên cạnh đó là có luật sư Meyer, là cái người mà đứng kề cạnh ông. Và đặc biệt chúng tôi thấy có ông Tooth Preacher là biên lý của quận Cam cũng có mặt. Và tất cả cái sự việc mà có thể nói, như chúng ta đã nói lúc trước, là liệu có cái vấn đề ông nhận tội hay không thì đến bây giờ cũng vẫn chưa có một cái tin tức gì rõ ràng. Mặc dù có một cái thông cáo qua cái buổi họp chính thức là nói là ông đã ký nhận tội và từ chức cái chức vụ là giám sát viên của địa hạt 1. Và chúng ta chờ xem đến ngày 31 tháng 10 là có một phiên tòa nữa để xem ông có chính thức nhận tội hay là không. Và sau đó thì chúng ta thấy một cái phiên tòa của liên bang sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12. Chúng tôi cũng thấy hiện diện trong buổi này có anh Đỗ Dũng, có anh Khải Đào. Đó là những nhân vật mà có thể đại diện cho truyền thông Người Mỹ gốc Việt của chúng ta sang đây. Và cá nhân tôi, cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi theo dõi những cái tin tức đặc biệt về cựu giám sát viên Andrew Đỗ.